Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 06 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 06 NQTU, ngành công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ về công nghiệp quốc phòng đều luôn ý thức được nhiệm vụ chính trị và kinh tế xã hội, luôn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự và vật lực để có thể kịp thời triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động về công tác an ninh quốc phòng.